Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới thị xã Sapa. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự án khu trung tâm hành chính mới thị xã Sapa có tổng diện tích 59,5 ha, hiện đang được triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn 1. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng đất cũng như việc sắp xếp vị trí của các cơ quan đơn vị có sự thay đổi, việc điều chỉnh là cần thiết, với phạm vi điều chỉnh trên 61,5 ha. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến mong muốn điều chỉnh quy hoạch sát với thực tế, phù hợp với quyền lợi của người dân và cơ quan, đơn vị. Yêu cầu dự án triển khai có phương án đền bù và sắp xếp tái định cư đúng với cam kết, sớm được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau cấp đất tái định cư. Mong muốn các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tránh tình trạng kéo dài như hiện nay. Những ý kiến trên đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa và các cơ quan chức năng giải trình trực tiếp, xem xét giải trình bằng văn bản sau khi báo cáo với cấp có thẩm quyền cao hơn.